Konnichiwa, Buffy Channel desu. Là một hoạt động hiến máu nhân đạo đến từ Vinagame, đó chính là sự kiện leo núi. Các bạn đã leo núi tới đâu rồi? Có ai rớt núi chưa? Mình tính là nằm vùng đến ngày cuối event mới chơi, nhưng theo rất nhiều lời yêu cầu mời dụ từ các anh em trong gui, nên hôm nay mình sẽ quyết định đầu tư 5 triệu để xem tình hình Vinagame hút máu như thế nào, rồi mình sẽ tính tiếp. Bình thường mình sẽ quay video vào ban đêm cho nó yên tĩnh, nhưng mà nay mọi người yêu cầu nhiều quá nên mình quay vào ban ngày sẽ hơi ồn hơn bình thường, nên các bạn thông cảm nha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về event lần này. Event diễn ra 4 ngày. Mục đầu tiên là leo núi ngắm cảnh. Đơn giản là làm nhiệm vụ hàng ngày để tích năng động. Khi đạt mốc sẽ nhận được các phần quà free. Chính vì quà free nên nó chỉ dừng lại ở các vật phẩm này thôi. Tiếp theo là quà tích lũy nạp. Chúng ta sẽ có 3 mốc tích lũy tương ứng với quà trong hình. Vị chi một ngày 980 kim cương, khoảng chừng 300.000 Việt Nam. Vào đêm hôm qua lúc 0 giờ, nếu như anh em nào online thì sẽ lợi được một ngày leo núi ngắm cảnh và quà tích lũy nạp. Bởi vì hôm nay 5 giờ sáng là nó sẽ reset lại, coi như là lợi thêm được một ngày event rồi ha. Vậy là nếu tích lũy nạp full 5 lần, mỗi ngày 300.000, tổng cộng hết 1.500.000, chúng ta sẽ có 30 xu vận may free. Tiếp theo là gói quà hoàng kim. Với 75 kim cương, chúng ta sẽ mua được một hộp quà hoàng kim. Kế bên là các vật phẩm dụ nạp, nhìn rất ư là xịn sò ha. Nhưng đây chỉ là bề nổi thôi, còn những vật phẩm bề chìm âm binh khác. Dòng cuối cùng còn nhiều phần tưởng hấp dẫn, chắc đâu đó tinh thể rồng lam, đá tẩy run, chuông thánh ca. Tiếp theo là tiệm đổi. Event lần này lại xuất hiện run vua Arthur. Với 15 kim cương màu sẽ được một run huyền thoại này. Event trước bạn nào đã bỏ lỡ thì event này hốt thôi. Ở event lần này có một bộ thời trang rồng. Nhìn xịn chất vãi. Cái bộ thời trang này làm mình nhớ cái thời mà lấy cây tăm cắm chuột ở bãi Gen MU á. Ngày trước có bạn nào chơi MU không nè? Để sở hữu bộ này cần 28 nè, 7 nè, 10 nè. Tổng cộng 45 linh châu ha. Và quà hút máu cuối cùng là thú cưỡi đôi, thú cưỡi địa ngục. Thần linh ơi nó đẹp, quá chất quá chất. Thú cưỡi này sẽ cho chúng ta 1% né tránh và 3% tỷ lệ kháng bạo. Dòng này thì mình không thích lắm ha, nhưng nếu mà mua thì đem về ảo hóa, chạy cũng ngon. Tạm gác lại thú cưỡi và outfit, lần này mình sẽ nhắm vào rồng tinh linh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video. À quên, có nhiều anh em hỏi mình, ông Huy này xuyên cài clone dữ vậy ta? À, mình cũng giống như các bạn chơi khác thôi, chịu khó cài clone để bơm outfit. Thì chúng ta sẽ lấy clone để tham gia sự kiện, rồi lấy linh châu, đổi outfit, tặng qua nick chính thôi. Một lưu ý là khi tặng outfit thì yêu cầu chúng ta phải đủ 100 điểm thân mật. Nếu như thiếu thì chúng ta có thể vào chợ để mua bông. Ở đây nhà phát hành ghi là một bông tặng được 20 điểm thân mật, mà không biết sao mình tặng được 50 điểm ta. Bình thường các bạn tặng bông được bao nhiêu điểm? Đây là quà mình nhận từ clone ha. Có clone cũng đỡ được một khúc chứ bộ. Để tiền nick chính tập trung vào thứ khác. Rồi, không liên thuyên nữa, lên đỉnh cùng Bảo Huy Channel nào. Và nay sẽ là thử thách 5 triệu để xem sự kiện này là leo núi hay là lọt núi đây. Như các video khác mình đã nói rồi thì gói 249 sẽ đổi được kim cương lợi nhất ha. Chịu khó mỏi tay tí mà có thêm tí nào hay tí đó. Rồi, bắt đầu thôi. Với 5 triệu, chúng ta sẽ đổi được 26.000 kim cương. Rồi, thử vận may coi. Mua nè. Hay là mở 99 hộp một lần ta? Để xem coi tỷ lệ nó ra như thế nào. Quyết định vậy đi. 99 hộp ra bao nhiêu xu đây? 32 xu. Chà, tỷ lệ 1/3 hả ta? Lại coi. Ra
bao nhiêu xu đây? Nhiều lên, 50 xu đi, 50 xu đi. Ra 26 xu, ít hơn hồi nãy nữa. Úi, mà có kim cương màu nè. Hồi nãy có kim cương màu không, mình cũng không để ý nữa. Thôi kệ nó, đổi tiếp. Tiếp nè. Năm mươi xu. 29 xu. À chà, còn có 55 hộp à. 55 hộp cho 55 xu đi. 55 xu nè. Chà, có 17 xu. Rồi, bắt đầu ha. Thôi mà, đã nói rồi là Huy đang làm video mà cứ rủ đánh nhau hoài. Nào, lên đỉnh thôi. 10 lần. Lên. Lên đi mà. Lên. Lên. Gì lên xuống hoài vậy? 2, 6 Linh Châu nè. Tiếp tục, tiếp tục. Lên. 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 Trời ơi, xuống lại. Lên nè. Lên. Cái gì? Lên đi. Lên. 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 Hay quá, lên rồi. Lên. Lên. Lên nữa đi. Rồi, một kim cương màu ha. Nhận cái đây nè. Lên. Lên đi, lên. Lên. Lên, lên, lên. Ừ, lên đi. Lên, hay quá, lên một lần nữa. 2 lần lên đỉnh. Tiếp tục nè. Lên. Lên đi, lên, lên. Lên. Thôi, lên đi mà. Ồ, mốc tiếp theo được kim cương màu nè. 1, 2, 3. Lên. 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 Thôi, lên, lên đi. Ừ, lên, lên, lên. Trời ơi. Lên. Lên nè. Lên đi. Lên, lên, ừ, lên. Lên. Xuống hoài luôn á. Còn 30 lần. Lên nè. Lên, lên, lên. Lên, trời ơi, lên đi. Lên nè. Lên, lên, lên. Trời ơi, lên, lên. Thôi mà. Lên. Ý, quên nhận này rồi. Hên quá nhận kịp. Lần vậy. Thôi mai, mai chơi tiếp. Tôi đã coi có được nhiều rồi nè. 4 kim cương màu ha. 4 kim cương màu, 90 Linh Châu. Có một ngọc rồng ở event trước rồi nè. Rồi, đổi được 5 viên ngọc rồng. Xác nhận. Xong rồi. Đây. 6 viên. 6 viên với Linh Châu. Ít quá ta. Có 90 Linh Châu à. Đổi luôn. Xong rồi. Đây. 7 viên rồi. Còn 3 viên nữa. Hút máu quá, tình hình này là ngày mai phải nạp nữa rồi. À, quên, mở mấy cái hộp này ra còn được kim cương mà. Ồ, có kim cương màu và thời gian nè. Nè, vô này rồi. Kim cương màu thời gian. Không có luôn. Cái này mở sau đi. Kim cương màu thời gian nè. Ra. Không ra luôn.
Thú cưỡi hả? Rồi thú cưỡi đi. Thú cưỡi? Ra luôn. Được 1.900 kìa. Quay tiếp. Hai mươi sáu hợp ha. Tiếp tục tiếp tục. Nào, 26 xu đi. 26 xu. Trời ơi, có 10 xu à. Tiếp tục tiếp tục. 10 xu. Lên. Lên 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 lên. Ừ, lên rồi. Lên đi lên đi lên đi lên. Ừ, hay quá. Ừ, lần này được nhiều linh châu nè. Quá trời linh châu luôn. 5, 10, 15, 20 linh châu. Wow. À, 13 cái nữa được. Thêm một viên kim cương màu thời gian nè. Đâu, coi coi. 61 linh châu rồi nè. Đổi được thêm một viên ngọc rồng nữa. Viên rồi, trời ơi, còn 2 viên nữa, hay là nạp chơi luôn ta? Có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây. Tổng kết lại với 5 triệu của mình thì mình đã lấy được 8 viên ngọc rồng và một viên kim cương màu thời gian. Thì hiện tại đang dư 11 viên linh châu ảo tưởng với 21 viên linh châu của event trước. Ngày mai mình sẽ tiếp tục nạp gói ngày để lấy thêm mấy xu này. Nó rất là lợi ha. Chứ bây giờ nạp thêm nữa thì tỷ lệ ra xu này ít quá. Và video thử thách 5 triệu leo núi cùng Bảo Huy Channel đến đây là hết. Các bạn leo núi hết bao nhiêu kim cương rồi? Đổi được outfit, thú cưỡi, rồng tinh linh hết chưa? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ, bye bye cả nhà.